Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em test sớm con ba con lộc xì ha, hai con Technic 8045 và một con Trio gửi cho các bác khách thôi. Thì em đang cắm dây qua con Technic này để em test nè. Thì hiện tại nó đang chạy qua lọc nha. Lọc thì khi mình bấm vô EQ thì nó cháy đèn, còn chúng ta không bấm EQ thì nó tắt đèn nha. Đối với con Trio GE9X ha. Rồi em sẽ mở lớn để test nha. Đó, đó là mình bỏ lọc ha, tiếng nó rất là nhẹ nhàng bình thường đó. Rồi chúng ta bấm lọc nè, rất là khủng khiếp ha. Đó, không lọc đó. Rồi có nhiều bác khách thắc mắc là không biết quay âm ly gì với lo gì mà đánh bass khủng, thì xin thưa là em đang ghép con Acouphase ha, E405 và con JBL L65A nha. Đó. Rồi, thì em về sẽ test cần cho bác luôn đây. Nè. Em đang để EQ luôn, em kéo xuống là nó xuống nè. Đó. Tiếng xuống luôn nè, bass mic chép xuống luôn. Gần như là cắt sạch sẽ ha. Đó, anh em nghe ha. Con này cắt rất là hay. Rồi bây giờ em lên chép trước nè. Đó, chép lên rồi đấy, xì xì. Mic lên. Đó, mic đang lên em nha. Mic lên. Rồi bắt đầu bass lên đây. Rồi lên nè. Đó là các bác thấy được cái hiệu quả của EQ nó như thế nào. Thì đối với chúng ta thì chơi những con EQ này trong tầm tiền này rất là ok, rất là hay nhá. Rất là hay luôn. Con Trio GE9X thì có 4,5 triệu thôi. Rồi, con Technic 8065 thì đúng là ba con bác khách đặt, tổng cộng các bác khách lấy là ba con, nhưng mà em sẽ test trước như này, chiều nay về một con nữa thì em sẽ đóng gửi luôn cho bác khách ở Hà Nội nha. Ở Hải Dương. Thì ở đây còn một con của bác khách ở Sài Gòn nè, và một test luôn một con nữa còn lại của bác khách ở miền Bắc ha. Chiều nay một con nữa em về em đóng luôn cho bác. Và anh em có nhu cầu đặt hàng Technic 8065 thì vẫn còn hàng tiếp tục về để phục vụ các bác anh em, bổ trợ cho dàn nhạc của mình thêm mạnh về bass trap. Còn rất là nhiều về nếu các bác muốn là có thôi. Những con này rồi thì em cũng xin nhắc lại giá, thì đối với con 8045 giá nó là 4,5 triệu nha. Em xin lỗi, là 3 triệu đồng, và con GE9X là 4,5 triệu, giá là bao ship cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ. Ở đây thì có con Trio bác khách đã chuyển đủ nè, riêng về cái tục thì em đang quay có điện thoại. Thì ở đây con Trio GE9X bác khách đã chuyển đủ nè, và hai con đi miền Bắc thì bác khách cũng chuyển đủ luôn, riêng một con là ship cọt nè. Ship cọt thì lưu ý là ship cọt thì tiền phí là các bác chịu nha, em không chịu tiền phí đó. Tại vì khi em ship cọt các bác nên thông cảm, nên hiểu là khi mà mình ship cọt rồi thì cái tiền thu hộ nó sẽ tăng theo cái phần trăm giá trị sản phẩm, cho nên nó sẽ đội lên cái giá, mình thì mình bán cân đối giá rồi, nó đội lên cái giá, không có lãi đâu bác bác. Các tưởng nó em ship cọt là em lấy thêm tiền không? Ship cọt là cái tiền mà bên bưu điện nó thu hộ, thì nó là xấy cái phí đó, nó tính cho cái người trả, nó chính cho người trả nha. Cho nên em đã bao thì anh em chuyển đủ thì em bao, em chỉ tốn cái phí vận chuyển thôi, không có tiền tốn tiền cái phí vận ship cọt nữa. Nên các bác nên hiểu giúp em nha. Thì em đã rất là rõ ràng, clip này em cũng thông báo, có nghĩa là chuyển đủ em sẽ bao ship và ship cọt em không bao, và những sản phẩm nào bao ship em cũng đã thông báo, và những sản phẩm nào không bao ship em cũng thông báo rồi hết nha các bác. Đó. Máy móc thì mấy con này rất là đẹp nha. Rồi thì đây là con Trio đã xong nha. Thì em cắm dây lên con Technic. Rồi em tắt nha. Đó. Rồi lên con Technic ở dưới nha. Rồi em cũng kéo, đây là đang có EQ nè. Đó, bỏ EQ nè.
nhấn vô là on nè, mình kéo xuống hết nè, nó có cắt rồi hay không anh em nghe nè, cắt rất là sạch sẽ luôn đó, anh nghe mình nghe nó yếu xìu luôn ha. Rồi bắt đầu em kéo mic chép lên nè, kéo lên, bắt đầu mic lên đó, tiếng lên, bass lên đó. Mặc dù em này cỏ thôi nhưng mà tiếng nó rất là hay đấy. Đó. Rồi đây là chúng ta đang chơi qua EQ ha, và mình đây là em tắt EQ nè đó, anh em nghe nó yếu lại nha. Về cái chiều sâu mạnh mẽ thì nó không được như con Trio nhưng mà nó rất là hay, nó cắt rất là sạch là ok nè. Giờ em nhấn vô EQ nha, bass rất là lực lên liền ha, trép lên liền đấy. Đó là một con ha. Rồi tiếp tục con ở trên luôn nha anh em. Rồi, em bấm đèn luôn nha, cắm dây luôn, mình làm trực tiếp cho anh em thấy luôn ha. Đó, anh em thấy ha, những chân rắc nó còn rất là mới nha, không có tan xét gì cả nè đấy, máy móc rất là đẹp. Rồi tiếp tục tới con bên trên ha, hạ bass xuống nè, mid xuống nè, đó nó cắt rất là sạch sẽ luôn đó. Bây giờ mình lên bass lên, bass lên đó. Ở đây em dùng dây cũng rẻ thôi anh em, dây đồng mạ bạc thôi ha, dây lít xong rẻ thôi để em thử máy thôi, không có dùng dây cao cấp gì cả đó. Dây là em thử dây đều 3 dãy chứ không có thử dây mạnh thiên về cái nào cả, thử cái này cho độ trung thực nó cao để cho anh em mình cảm nhận, và dây là dây rẻ tiền thôi. Rồi thì đây là những sản phẩm của các bác. Chiều nay còn một con Technic nữa cũng về em đóng luôn cho bác khách ở miền Bắc, và em sẽ đóng luôn ngay bây giờ là con 8045 và con GE9X để gửi cho hai bác nha. Và cặp bác khách cũng đã chọn một cặp, đó là cặp màu chỉ màu đỏ nha. Thì ở đây lộc thì em vẫn còn là con Pioneer nè, Pioneer cũng giá nó cũng rất là mềm đây đó. Con Victor 33 nè, không biết 33 thì được đánh giá là hay hơn còn con Technic 8065 nữa, 445 nữa nè. Rồi hai con xanh xui nè, ở đây 80 vừa đèn nước đèn cần nè, một con Pioneer đèn nước đèn cần nè. Giờ đây là một con Victor R7 nè. Rồi trong kia là hai con Octo 12 cần nha. Đấy. Rồi. Phía bên trên vẫn còn một con lọc xì đèn nước rất là to, đó là con Sony nha. GA33 ha. Ba con số 3 nè, đó. Hàng thì rất là nhiều để phục vụ anh em mình chơi Tết nha. Rồi em cũng về được một con Sony 3 chức năng MD CD và em về mã D40 thùng shop nữa nha. Đó, anh em nào yêu thì hãy phone cho em gấp. Và ở đây thì con đình đám mà cũng là con ADC42X nè. Con này rất là phê. Rồi một con Technic 8065. 33 cần. Thì con Technic 6065 nó có giá là 8 triệu đồng nha anh em, 8 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em. Riêng con 42X ADC thì nó có giá là 9 triệu đồng. Rồi sẽ đem xin kết thúc và xin cảm ơn anh em, hẹn anh em gặp lại.